Thưa quý vị, dự án Một bức tranh nhiều hy vọng có lẽ không còn quá xa lạ với người dân Đà Nẵng. Những bức tranh vẽ mang đến những không gian tâm lý tốt nhất tới tất cả những bệnh nhân, để từ đó giúp cho các loại thuốc phát huy được hiệu quả cao hơn. Có lẽ vì vậy mà với dự án này, những tình nguyện viên là những người mà không bao giờ mệt mỏi. Vâng, bởi vì với họ thì chương trình đã kết nối vòng tay yêu thương và chia sẻ đến tất cả mọi người. Ở nơi sự sống của con người như trong trên, sự quan tâm của các bạn trẻ dù nhỏ thôi cũng tạo ra sức mạnh diệu kỳ, giúp cho người bệnh quên đi nỗi đau, lạc quan và vững tin hơn vào cuộc sống. Triển lãm tranh Góc nhỏ đêm hè cũng xuất phát từ dự án nói trên vừa được ra mắt tại Bệnh viện Đà Nẵng, cũng mang tinh thần như thế. Mùa mạ non trên ruộng bậc thang, những em bé chăn trâu thả diều, mùa sen hộp thấm, cụ bà hút thuốc suy tư, núi bảy màu ở Peru. Đó là những bức tranh sống động về cảnh đẹp thiên nhiên và con người. Điều đặc biệt, đây là những bức tranh được trưng bày ở triển lãm ảnh Góc nhỏ đêm hè tại thiền sảnh Bệnh viện Đà Nẵng. Với nhiều thông điệp ý nghĩa, Góc nhỏ đêm hè như mở ra những khung trời tươi sáng và nhiều ước vọng, góp phần tạo ra không gian nhiều màu sắc, mang đến cho người bệnh và người nhà bệnh nhân những giây phút thoải mái, giúp người bệnh có thêm niềm tin, lạc quan khi điều trị tại bệnh viện. Nhiều lúc thì chăm bệnh nhân cũng mệt mỏi, thì những lúc ra ngoài là thì ngắm những cái tranh ảnh hoặc là những cái thư thái để cho người mình thoải mái, đỡ mệt mỏi một phần nào trong những lúc mà chăm sóc bệnh. Hôm nay trong bài những bức ảnh này á, là tại cái không gian này á, là nó rất đẹp, đồng thời á, là để cho những cái người bệnh á, người ta nhìn người ta có một cảm giác là thoải mái. Lạc quan và hy vọng, đó là tâm trạng, là liều thuốc cần thiết mà bất kỳ người bệnh nào cũng cần có và nên có trong quá trình điều trị bệnh. Góc nhỏ này còn giúp đội ngũ y bác sĩ có không gian thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng. Dự án tình nguyện, một bức tranh nhiều hy vọng, có nhiều chủ đề hoạt động với phương pháp tâm lý trị liệu cho các bệnh nhân, hướng đến việc lan tỏa những giá trị sống tích cực, niềm vui cho người bệnh, thu hút đông đảo người bệnh và người nhà thương lắm. Tôi là người Đà Lạt, nhưng mà đưa người nhà bệnh nhân là đến tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Rất là tuyệt vời, thế mà có không gian, coi như trang trí, coi như là hình ảnh của các vùng, coi như là để coi như là khách đưa bệnh nhân đến và người nhà bệnh nhân, giúp được cho bà con là thoải mái về tâm hồn, để cho nó nhìn được những cái cảnh quan và cái bức tranh thì thấy nó rất là tuyệt vời, người nó thoải mái hơn. Triển lãm này đã tạo được một không gian thư giãn cho người bệnh cũng như là người nhà người bệnh. Những bức tranh này đã mang đến cho sự tin yêu, niềm lạc quan cho người bệnh và giúp giảm một phần nào đó nỗi đau bệnh tật khi đối với người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Những bức tranh này còn giúp cho các nhân viên y tế giảm bớt một phần nào căng thẳng sau những giờ làm rất là mệt mỏi và áp lực. Tôi mong rằng trong thời gian đến thì triển lãm này còn sẽ lan rộng hơn nữa tại các bệnh viện khác tại địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hy vọng rằng những góc nhỏ sắc màu như thế này sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, nhận được sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng để cùng nhau vẽ nên những gam màu tươi sáng, tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân, làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống.